Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục Hộp thư truyền hình được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư công dân Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Tuyết phản ánh về việc hộ ông Nguyễn Văn Trung ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu lấn chiếm ngõ đi chung và trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân của Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Ân Thi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Cuối chuyên mục là thông báo chuyển đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập Hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Văn Hùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Nội dung đơn thư phản ánh về việc hộ ông Nguyễn Văn Trung có địa chỉ tại thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu xây cổng lấn chiếm lối đi chung và đặc biệt đây là lối đi duy nhất để vào thửa đất của gia đình. Theo dấu đơn thư công dân phản ánh, ban biên tập đã đi xác minh sự việc và có bài phản ánh sau. Đây là khu vực có diện tích đất của gia đình công dân phản ánh tại thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Gia đình ông Hùng, bà Tuyết không thể đi vào đất của gia đình mình được vì cổng này do gia đình ông Nguyễn Văn Trung xây dựng. Quan sát xung quanh khu vực có diện tích đất của gia đình công dân thì đây là lối đi duy nhất. Đây là cái ngõ đi chung của ba gia đình, giữa gia đình tôi, gia đình ông Trung và gia đình ông Nguyễn Văn Thiện. Và ông Nguyễn Văn Thiện đã sang đất lại cho nhà anh Trung năm 2013. Và anh Trung đã xây cổng dẫn đến nhà gia đình tôi không có đường đi vào đất. Và đây là đường đi duy nhất để vào phần đất của nhà tôi. Theo tài liệu của công dân Nguyễn Thị Tuyết cung cấp, diện tích 104,3 m2 đất của gia đình thuộc thửa số 123, tờ bản đồ số 22, có địa chỉ tại thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28 tháng 9 năm 2011. Thửa đất có tiếp giáp đường đi công cộng tại phía Tây. Phần diện tích lối đi chung này đều thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề. Theo đơn thư công dân Nguyễn Thị Tuyết phản ánh, do hiện tại gia đình đang sinh sống ở tỉnh Đồng Nai nên ít về quê và sau khi thấy việc gia đình ông Trung xây cổng lấn chiếm lối đi chung, công dân đã yêu cầu gia đình ông Trung tháo dỡ cổng và trả lại lối đi chung nhưng không thành. Gia đình đã làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Nhuế Dương đề nghị giải quyết vấn đề trên từ tháng 2 năm 2022. Để tìm hiểu vấn đề công dân phản ánh, ngày 18 tháng 11 năm 2022, phóng viên chuyên mục Hộp thư đã có buổi làm việc với ông Vương Sa Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhuế Dương cùng các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân xã và Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tiền Phong cùng trưởng ban công tác mặt trận thôn. Công dân có đơn và đối với ông Nguyễn Văn Trung, theo như báo cáo của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vì lý do sức khỏe nên ông Trung không tham dự. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiếu, địa chính xã Nhuế Dương cho biết, theo hồ sơ VLAP từ đất số 123, tờ bản đồ số 22, diện tích 104,3 m2 được kê khai mang tên ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Tuyết đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28 tháng 9 năm 2011. Phía Tây, thửa đất của gia đình ông Hùng có ngõ đi chung vào thửa đất của ba gia đình ông Hùng, ông Trung và ông Thiện đã được thể hiện trên bản đồ VLAP. Đối với thửa đất của gia đình ông Trung đang sử dụng tại thửa số 144, tờ bản đồ số 4 và cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng thời điểm với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Hùng. Theo báo cáo số 56 ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Nhuế Dương báo cáo, Tòa Nhân dân huyện Khoái Châu cũng khẳng định hai thửa đất của ông Trung và ông Hùng, theo dữ liệu VLAP, đều đã được Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28 tháng 9 năm 2011 và có ngõ đi chung. Qua tìm hiểu về nguồn gốc đất thì được biết, ngõ đi được hình thành từ đất của cha ông để lại. Trong quá trình sử dụng, ông Trung cho rằng đất ngõ thuộc đất của gia đình ông vì ông có đổi cho ông Muôn là anh trai ông Hùng. Khi làm việc tại địa phương, phóng viên nhận được những quan điểm sau của cán bộ chuyên môn. Ông bảo đất của ông bà để lại, các cụ để lại, thì bỏ giấy tờ đây. Còn ông bà chia đổi miệng với nhau, cái đó là không chấp nhận. Đất người ta bên trong, đúng không? Bây giờ ông bà không cho người ta ngó đi, người ta đi đâu? Đi bay như rời à? Căn cứ theo cái đất sổ đỏ vừa rồi mà cái đã cấp cho nhà Trung, cấp nhà anh Hùng nhá, thì nó rõ. Mặc dù nguồn gốc đất ngõ được hình thành từ đất của cha ông để lại, song trong quá trình sử dụng đã có sự phân định, đo vẽ, chỉnh lý qua các thời điểm đo đạc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. nhưng theo bản đồ số 299, đất của ông Hùng thể hiện tại thửa số 94, tờ bản đồ số 4. Diện tích 126 m2, theo hồ sơ Velat, diện tích đất của gia đình ông Hùng giảm hơn 20 m2, từ 126 m2 xuống còn 104,3 m2. Hiện nay, cả hai hộ đã được Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2011. Không chỉ thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có ngõ đi, mà thực tế đất phải có đường đi. Hơn nữa, đây là đường đi duy nhất để vào đất của gia đình. Xét thấy nguyện vọng của gia đình ông Hùng, bà Tuyết phản ánh, đề nghị chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm sự việc là nguyện vọng chính đáng. Đường đi đã rõ ràng có, tôi chỉ yêu cầu xã là trả đúng cái vị trí ban đầu, có nghĩa là đúng theo cái sổ đỏ mà nó đã thể hiện là nhà tôi có ngõ đi. Cho biết quan điểm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vấn đề công dân phản ánh, ông Vương Sa Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhuế Dương cho biết. Qua các ý kiến và các cái văn bản để chứng minh, Ủy ban nhân dân xã là giao cho cán bộ địa chính, một là xác minh cái việc cấp sổ đỏ theo dự án Vinap năm 2011 đối với hộ ông Nguyễn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Tuyết đã đúng hay chưa? Có ký giáp danh đối với lại các cái văn bản hay không? Và phần thứ hai là tiếp tục giao cho cán bộ tư pháp là xin ý kiến của phòng tư pháp và thanh tra huyện Khoái Châu để đảm bảo các cái quy trình. Nếu đúng nhà ông Hùng cấp như thế này, cấp sổ đỏ cho nhà ông Hùng theo đất của cụ Viềng cho đúng diện tích và ký giáp danh đối với các hộ, không xảy ra tranh chấp, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành các bước cưỡng chế đối với cổng xây dựng trái phép của nhà vợ chồng nhà ông Trung, bà Hoa để trả lại ngõ đi cho vợ chồng ông Hùng, bà Tuyết. Được biết, gia đình công dân Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục có đơn tố cáo gửi Ủy ban nhân dân xã Nhuế Dương và một số cơ quan chức năng tố cáo hành vi lấn chiếm và xây dựng cổng lấn đường đi, lối đi chung của ông Nguyễn Văn Trung. Theo quy định của pháp luật, lối đi chung là đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Do vậy, trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền kết luận làm rõ sự việc, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nhuế Dương cần tuyên truyền vận động cũng như yêu cầu gia đình ông Trung mở lối đi chung cho gia đình ông Hùng được đi vào đất của mình. Và cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nhuế Dương và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh để đơn thư kéo dài, vượt cấp. Và ban biên tập hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong những kỳ sau. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Đoàn Văn Đảng, địa chỉ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là em trai liệt sĩ Đoàn Văn Kháng, nguyên quán xã Hải Triều, huyện Tý Lữ. Nội dung đơn thư khiếu nại về việc nhận tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đoàn Văn Kháng. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nhận được ý kiến trả lời như sau. Liệt sĩ Đoàn Văn Kháng có mẹ là bà Vũ Thị Như, từ trần ngày 25 tháng 6 năm 2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã giải quyết chế độ mai táng phí trợ cấp một lần đối với bà Đoàn Thị Lan. Theo quyết định số 11596 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Tháng 8 năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ Đoàn Văn Kháng do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tiên Lữ chuyển đến. Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị, hồ sơ liệt sĩ Đoàn Văn Kháng và đối chiếu theo quy định tại Điều 28 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 1874 về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đoàn Văn Kháng đối với bà Đoàn Thị Quý, sinh năm 1953, là chị ruột liệt sĩ Đoàn Văn Kháng. Như vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đoàn Văn Kháng theo đúng quy định. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Hà Thị Hoa ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư hỏi về chế độ hưu trí. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Ân Thi và nhận được ý kiến trả lời như sau. Theo quy định, điều kiện để lương hưu được bù đủ bằng mức lương tối thiểu chung, nay là mức lương cơ sở khi người tham gia bảo hiểm xã hội đảm bảo một trong các trường hợp. Trường hợp 1, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, căn cứ khoản 5 Điều 11, Nghị định số 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 và khoản 3, Điều 5, Nghị định số 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Trường hợp 2, giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, căn cứ khoản 4 điều 3 Nghị định số 55/2016 của Chính phủ. Trường hợp của bà Hà Thị Hoa có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm 3 tháng, trong đó 15 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 4 năm 7 tháng đóng bảo hiểm tự nguyện và thời điểm hưởng lương từ tháng 6 năm 2018. Do vậy, bà Hoa không đủ điều kiện được cấp bù để hưởng lương hưu đủ bằng mức lương cơ sở. Chế độ của bà đã được Tổ chức Bảo hiểm xã hội giải quyết đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, Ban biên tập hộp thư đã chuyển đơn thư của những công dân sau đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào chuyển đến Tòa Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Bùi Văn Báo, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ. Đơn thư của công dân Vũ Mạnh Hưng, xã Nghĩa Hiệp, huyện Đen Mỹ chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hiệp, huyện Đen Mỹ. Đơn thư của công dân Trần Quang Giang, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Đơn thư của công dân Lại Huy Tuyến, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Ban biên tập hộp thư chuyển đơn công dân đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài. Quý vị và các bạn thân mến, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư và ý kiến của công dân gửi đến Đài Truyền hình Hưng Yên, Ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin, phản ánh, hãy gọi điện về số 0989 209 326. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.